Thưa quý vị và các bạn, nhằm khẳng định giá trị to lớn của nghệ thuật sân khấu cải lương Nam Bộ, một loại hình nghệ thuật đã từng được đông đảo nhân dân trên nhiều vùng miền trong cả nước yêu thích. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương trên địa bàn tỉnh năm 2024. Mục đích của kế hoạch nhằm góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật sân khấu cải lương, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên giao lưu học hỏi, trao dồi nghề nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa hoạt động sân khấu cải lương của tỉnh, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Tuyên truyền giới thiệu về giá trị to lớn của nghệ thuật sân khấu cải lương, sự đóng góp to lớn của nghệ thuật sân khấu cải lương vào kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, các hội, các câu lạc bộ, duy trì và nâng cao chất lượng biểu diễn phục vụ nhân dân theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, tăng cường vận động xã hội hóa để duy trì biểu diễn sân khấu cải lương tại nhà hát Cao Văn Lầu hàng tuần và biểu diễn sân khấu thực cảnh phục vụ khách du lịch và đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo điều kiện cho lực lượng nghệ sĩ, diễn viên tham gia các cuộc thi, hội diễn liên quan giao lưu sân khấu cải lương để giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng biểu diễn, thực hành nghệ thuật sân khấu cải lương, đáp ứng tốt về nguồn lực phục vụ cho nhu cầu phát triển sân khấu cải lương tỉnh nhà trong thời gian tới. Xây dựng, tập dượt và tổ chức biểu diễn các vở cải lương đặc sắc có chất lượng nghệ thuật cao theo định kỳ hàng quý một vở cải lương để truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình của tỉnh và các tỉnh, thành phố trong khu vực. Để thực hiện kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu thực hiện việc truyền hình trực tiếp các vở cải lương và suất biểu diễn được phê duyệt. Chỉ đạo công tác xây dựng kịch bản đảm bảo chất lượng nội dung tuyên truyền, các vở cải lương phải dựa trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của địa phương, phát huy giá trị di sản sân khấu cải lương, tuyên truyền, cổ vũ, vận động toàn dân tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.